Hello, xin chào cả nhà. Đây là tháp Bản Dốc của Cao Bằng. Rất là đẹp luôn. Đấy. Vì anh thương em, đẹp quá, ôi rồi. Yes. Hello, xin chào cả nhà. Đây là thác Bản Dốc của tỉnh Cao Bằng. Ui giang, đẹp quá. Ui. Kìa, xong là đi tàu sang bên kia, xong là leo lên tận trên cái đỉnh kia. Em nghĩ là bên đấy nó là Trung Quốc rồi, nó không cho nữa đâu. À, bên kia là sang Trung Quốc rồi á? Thế á? Nhưng mà em thấy mọi người đi thuyền sang kia, tàu sang kia. Hả? Em thấy mọi người đi tàu sang kia mà. Thế à? À, chào cả nhà. Hay sang Trung Quốc chơi vậy, đi tàu sang Trung Quốc vậy. Đẹp quá cả nhà ơi. Trời ơi, kia kìa. Mọi người đang đi ra kia để ngắm thác. Nước trong thế. Chụp ở đây đi. Chụp không? Em có chụp không? Chụp không? Chụp bây giờ em phải cởi áo. Đẹp thế. Kìa, tí ra cái cầu ấy à, đứng ở cái cầu ấy à, chụp được cái thác cái kia kìa. Do cái tờ ra cái rung bãi bãi này. Mình thì cứ tưởng là đi lên kia là hóa ra là bên sang bên kia là Trung Quốc rồi. Bên nào lên bên đấy. Hả? Đi bộ lên. Cái gì? Bên nào đi bên đấy. Thuyền từ bên này chỉ đi dọc sông này, sông này là biên giới rồi. Thuyền bên nào về bên đó bên kia là bọn Trung Quốc thôi. Thế à? Thế mà em tưởng là leo cao lên tít tận trên kia thì có nước. Nó có đi một vòng kìa. What? Có nghĩa là nó sẽ chỉ đi vững ở đây thôi, em hiểu không? Có đến khi mà cập bến là thuyền của bên nào cập vào bến bên đấy. Chứ mình vẫn sang ở bên kia. Biên. Hay xong vượt biên vậy? Đúng. Mình vượt một lần đi cho biết. Bơi qua sông. Đấy hai đứa. Đi tàu. Tàu đây, tàu đây, xong rồi tàu nào nó cập cho em vào, chỉ có nhảy xuống bơi xong tiếp vào thôi. Biết bơi không? Thế đằng nào cũng bơi thì bơi phát sang kia đi tàu thì để. Nước trong nhỉ? Người thác đẹp thế. Thế xong nước ở đâu nhỉ? Nó chảy xuống nhiều thế nhỉ? Ui, em ơi, xuống đây mà bắt cá chị không mang về được luôn, lựa đẹp lắm. Ha, chị chụp một kiểu ảnh đây ha. Thế này. Đấy, đây chị đang ở thác Bản Dốc của Cao Bằng. À, tối nay chị sẽ có mặt ở nhà. Đẹp thế. Hay là vượt biên sang Trung Quốc kia vậy? Vô lý, em thấy tàu nó cặp bên kia nhiều thế kia mà hình như cả người Việt Nam biết đâu phải Trung Quốc không? Dạ, à, em thấy hỏi rồi. Nào chụp cho chị con kiểu ảnh. Chị đã hỏi rồi, rất bẩn lắng quá.
chị sướng nhất quán. Hay là chị trốn sang Trung Quốc nghỉ biển nhỉ? Lựa đi, lựa đi. Lấy máy em cũng không. Có máy ảnh á? Ôi ghê lắm á. Rồi tiếp đây. Đấy tạo dáng đi. Đẹp quá. Rồi. Này mà mát trời một tí có phải đẹp không? Nắng quá. Vào đi, vào tớ chụp cho. Đó, cái sông này nhìn trong nó nước ở trong ấy nhìn nó không sâu lắm nhỉ. Đây này. Cái đoạn này thôi, ra cái đoạn kia. Ừ? Rồi qua đâu rồi? Có Messenger đi. Đây của chị đây, điện thoại của chị đây. Ôi lắng. Em thì cứ nghĩ là đi dọc cái đường mà họ làm ấy kìa, họ làm máy kìa, không đi lên tận trên cái đỉnh kia cơ, hóa ra bên đấy là của Trung Quốc à. Để tao đấy.